Chào các em, hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em vòng thi số 2 của khối lớp 6. Bài thi số 1. 12 con giáp. Ta làm nhanh. Rắn. Tập hợp các chữ số của 2010 là 0 này, 1, 2 này. Hai chữ số 0 mình ghi một lần. Mèo. Cái này thì dễ các em. A của mình là từ 23 tới 30, tức là 24, 25, vân vân. Nhỏ hơn 30 vậy tới 29 là hết. Còn C của mình á là từ 11, 12 cho tới 25. Bây giờ thầy thử cho C bằng 25 đi. Xin lỗi, thầy cho A bằng 29 thử đi. A bằng 29 thì không được. Bởi vì nếu A bằng 29 thì A không thể nào nhỏ hơn C được. Các em để ý nè, A nhỏ hơn B, rồi B lại nhỏ hơn hoặc là bằng C, thì bắt buộc là A phải nhỏ hơn C. Đúng không? B cao lắm là bằng C, mà A thì nhỏ hơn B. Như vậy A sẽ nhỏ hơn C. A nhỏ hơn C vì A không thể bằng 29 được. Cũng thể bằng 28, 27, 26, 25 được. Bởi vì C chùm nhất là bằng 25, mà A bằng 25 thì đâu có được. Vậy bắt buộc A phải bằng 24. Đây 24. A 24 thì C chỉ còn đường bằng 25. Lúc đó B phải bằng 25 kia. Bởi vì 25 thì nó mới lớn hơn 24 và không vượt quá 25, đúng không? Có hai con đường đi từ A tới B, ba con đường từ B tới C. Thì trong khóa học V61 của thầy á, các em muốn học giải toán trên mạng của thầy á, thì các em nhấp vô cái trang buihuanluan.com ha. Đây là trang buihuanluan.com nè. Các em kéo xuống cái này cho thầy. Đây. Nhấp vô đây là đăng ký học giải toán trên mạng. Các khóa học có hết rồi. Hoặc là các em vô cái kênh YouTube của thầy, các em gõ buihuanluan hoặc là Vinbit toán, một trong hai này các em gõ trên này là ra liền này. Rồi các em nhấp vô đây, đây là đăng ký học, đăng ký học giải toán trên mạng, nhấp vô đăng ký có liền. Còn này là sắp tới thầy sẽ mở học thêm toán trên mạng để học giỏi trên lớp á nhé. Hồi hè thầy cũng đã dạy một khóa mùa hè rồi, nhưng mà bây giờ thì bận quá chưa dạy kịp. Những em mà trong mùa hè thầy còn nợ bài, thầy sẽ gửi tiếp nối trong năm ha. Vài bữa nữa trên trang web này sẽ có thông báo về học toán. Còn bây giờ thì học giải toán trên mạng thì có rồi ha. Em nhấp vào đây. Vậy nhé các em. Như vậy theo cái bài toán lựa chọn áo quần mũ trong khóa học V61 á, thì các bạn sẽ có tất cả là 6 con đường. Có bao nhiêu số? Có 5 chữ số thì có 9.000, số cuối là 99999, trừ cho 10000 rồi cộng cho 90.000, xin lỗi các em, con chuột, cho hai tập hợp A 12456 và tập hợp B là các số tự nhiên lẻ lớn 1. Như vậy tập hợp B là gồm các số tự nhiên lẻ lớn 1 là 3, 5, 7, 9, 11, vân vân vân. Như vậy là gì? C là tập hợp con nào đó của hai tập hợp A và B. C là tập hợp con nào đó của hai tập hợp A và B. Như vậy là số phần tử nhiều nhất của C có thể là gì? Giờ A là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì nó chung nhau những số nào bên này?
nó sẽ chung nhau cái số 3 này, số 5. Hết rồi, đúng không? B là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn 1 từ đây. Như vậy là tập hợp con của A và B là tập hợp gồm có số 3 và số 5. Như vậy nhiều nhất nó là 2 phần tử. Con chó. Cái này lấy 21 trừ 11 cộng 1 là có 11 phần tử. Gà. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là có 21 số các em nhé. 1 tới 20 thêm số 0. Cộng cho 4 chữ số 1978. Có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau? Thì các em xem cái bài toán áo quần mũ trong khóa học V61 của thầy nha. Đăng ký khóa học V61, V62, V63. Thì sắp tới là thầy sẽ đưa các cái đề thi vùng trường, vùng huyện, vùng tỉnh tham khảo vào trong này. Các em đăng ký thì sẽ có cái bộ đề đó mình tham khảo sớm nó khỏe hơn. Theo bài toán áo quần mũ thì hai số chúng ta chọn là số hàng chục với số hàng trăm này. Hàng chục với hàng đơn vị đó. Hàng chục thì sẽ có 4 cách chọn, hàng đơn vị có 3 cách chọn, nhân lại là có 12 cách chọn số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số này. Bây giờ là 12 số ha. Coi lại bài toán áo quần mũ trong đó. Số lớn nhất là 7, 5, 4, 20. Số lớn nhất được viết từ 5 chữ số này là 7, 5, 4, 20. Con rồng. Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là số 1, 0, 2, 3, 4, 5. Dễ, khá dễ ha. Ta qua bài thi số 2. Đập dế. Mười không thuộc quy, đúng rồi. Tập hợp gồm 78 là thuộc tập hợp quy là không được. Nếu dùng dấu thuộc thì bên trái phải là một phần tử, còn bên phải là một tập hợp. Để cái này sai. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Như vậy là thầy vừa làm cái bài này ở cái bài thi 12 con giáp đó. Số hàng chục thì có 5 cách chọn, số hàng đơn vị thì có 4 cách chọn để nó không có trùng lắp. Thì ta có 5 x 4 là bằng 20, 20 số ha. Các em coi lại khóa học V61, thầy có dạy rất kỹ về cái bài toán lựa chọn đó. Bài toán đó còn gọi là bài toán áo quần mũ. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 thì bắt đầu 14 nè, 16 nè, 18 nè, vân vân. Một ngày đẹp trời nó sẽ tới bao nhiêu? Một ngày đẹp trời nó sẽ tới là 2998, nhỏ hơn 3000 mà. 2998 trừ 14 chia khoảng cách là chia đôi cộng 1, 1493. Thầy đang bị cảm ghê. Rồi, từ nào số này là tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử? Cái chữ sông Đồng Nai á, là có chữ S này, chữ O này, chữ N này, G này, chữ D. Chữ O có rồi, N có rồi, G có rồi, N có rồi, A chưa có, Y chưa có. Sông Đai 2, 4, 6, 7. Dạ không được rồi. Sông Sài Gòn thử coi, hình như sông Đông chứ. Nhìn vô lại thấy luôn này. Sơ đờ với lại âm à, thì cái này có 5 phần tử. Số này chia hết cho ít nhất bao nhiêu bao nhiêu chữ số 1? Các em để ý là chia hết cho 999 thì phải chia hết cho 9, đúng không? Chia hết cho 9, 9, 9, 9.
thì suy ra sẽ chia hết cho 9. Mà cái này cộng các chỉ số lại không chia cho 9. Cái này cộng các chỉ số lại chắc chắn không chia cho 9. Cái này cũng vậy. 1 cộng 9 cộng 6 là 16, làm sao chia cho 9? Như vậy chỉ còn ông này thôi. Loại trừ. Một người đi AB với vận tốc 15 trên nửa quãng đường đầu, nửa quãng đường sau là đi với 10 và vận tốc trung bình. Cái này mình làm nhiều rồi. Giờ thầy gọi quãng đường đầu á là S, X đi. Quãng đường sau cũng là X. Như vậy thời gian T đầu á, T đi trên đoạn đường đầu là bằng T bằng S chia V, tức là bằng X chia cho 15. Còn T sau, T sau là bằng X chia cho 10. Như vậy T chung cuộc, T chung cuộc là cộng hai cái này lại. Giờ các em sẽ lấy V, V chung cuộc, V chung cuộc là bằng S thời gian quãng đường S chia thời gian T. Và quãng đường S tổng cộng đi là 2 lần X. Thì chung cuộc là mình đi cả cái quãng đường này là X cộng X là thành 2X đó. Rồi chia cho tổng của hai cái thời gian này. Vậy thôi. Như vậy ở trên á, nó sẽ bằng 2X. Còn ở dưới ta dùng tính chất phân phối, các em sẽ có là 1 trên 15 cộng cho 1 trên 10. Tất cả nhân cho X. Rút gọn x x, các em còn 2 trên 10 cộng 15 là 1 phần 15 cộng 1 phần 10 á, là bằng nhân 2, nhân 3, 5. Phần 30 là thành 1 phần 6, tức là thành 12 chứ. 2 chia 1 phần 6 là 12. Vận tốc trung bình là 12. Trong hộp có 7 viên đỏ, 5 viên xanh. Không nhìn vào hộp, lấy ra ít nhất bao nhiêu viên để chắc chắn có 2 đỏ 3 xanh. Bây giờ các em lấy 7 viên thì lỡ nó 7 viên đỏ, đâu có viên xanh nào đâu. Vậy các em phải lấy thêm 3 viên nữa là thành 10 viên. Các em tính cái tình huống tồi tệ nhất ấy. Tình huống xui xẻo nhất là mình lấy 7 viên thì đều đỏ hết, đâu có viên xanh nào đâu. Thì lúc đó các em lấy thêm 3 viên nữa là thành 10 viên tất cả, đúng không? Thì chắc chắn trong đó có 3 viên xanh. Vậy ít nhất mình lấy 10 viên. Một người đi bộ mỗi phút được 60 mét. Như vậy 60 phút anh ta sẽ đi được bao nhiêu? Anh ta sẽ đi được 60 nhân 60 là bằng 3600 mét, tức là bằng 3,6 km. Người khác đi xe đạp thì 24. Như vậy cái tỷ số của chúng ta là 24. Xin lỗi, tỷ số 100 giữa người đi bộ là 3,6 trên 24. Các em nhân cả tử và mẫu cho 10, các em sẽ có là 36 trên 240. 36 trên 240 thì rút gọn trên máy tính. Trên máy tính nó rút gọn cho các em là 3/20. Vậy ha, dễ mà. 3/20 thì mình đổi ra phần trăm, mình nhân cả tử và mẫu cho 5, 5, 3, 15. Ở dưới 20 nhân 5 là 100. 20 nhân 5, 15%. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu lấy số đó nhân với tổng của hai chữ số cấu tạo nên số đó thì được 640. Số có hai chữ số là a chục b đơn vị đi. Nếu lấy số đó nhân với tổng hai chữ số, tức là nhân cho a cộng b, thì bằng 640. Cái đề thầy có cái số này nhân với tổng hai chữ số là bằng 640. Như vậy các bạn thấy là gì? Bây giờ thầy sẽ tách cái số này ra. A chục b đơn vị chính là a nhân 10, hay là 10a đó, cộng b đơn vị, mình nhân cho
a cộng b bằng 640. Giờ 10a thì thầy lại tách ra là thành 9a cộng a. Không. Như vậy các bạn thấy là hay là mình làm như vậy cho nhanh nè. Như vậy suy ra 640 sẽ chia hết cho cái số AB. Tức là cái số A trục B đơn vị sẽ là ước của 640. Không. AB là ước của 640. Bây giờ các em tìm những ước của 640 mà có hai chữ số thì các em sẽ thấy là có 10 nè, 32 nè, 64. Các em dùng kỹ thuật hai đầu gặp mặt mà thầy đã dạy trong khóa học về số 1 đi. Thì ước của 640 là nó gồm có những số sau đây. 1 nè, 640 nè, 2 nè, 320 nè, 3 không có, 4 nè. 640 mà chia cho 4 được 160. Đó là những ước á. 640 chia cho 5. 5 nè. 128. Rồi 640 chia 6 được không? Không. 640 chia 8 được không? 8 với 80. 8 80. Nhiều quá. Nhìn nữa nhỉ. 9 không được, 10. 10 thì được 64. Tới đây còn ổn rồi. Các em nhìn cho thầy mấy cái số có hai chữ số thôi. À, hình như chia cho 32 được nữa đó. Chia 32 thì được bao nhiêu nhỉ? 20 đúng không? Thì trong những số này thì các em chú ý số 64. Thì 64 nhân cho 6 cộng 4 sẽ đúng bằng 640. À, ta chọn đáp án. Tiếp tục, tổng của tích 5 số tự nhiên đầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên. Tích 5 số tự nhiên đầu tiên 1 x 2 x 3 x 4 x 5 cộng với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên là 0, 1, 2, cộng vân 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 cộng tới 9. À, 0 tới 9 là bao nhiêu? 0 tới 9 là bằng 45. 45 mà 1 x 2 x 3 x 4 x 5 nữa là 120. 120 cộng cho 45 165. Đây đáp án này. Vậy thôi. Ha. Ta qua bài thi số 3. Sắp xếp. Thì muốn làm tốt bài sắp xếp này á, các em dùng một cái tên nháp để lưu lại các kết quả cho thầy. Mười lăm phần trăm của 120 thì các em lấy 120 chia 100 nhân 15, 18 thôi. Thể tích khối lập phương có cạnh là 3, là 3 x 3 x 3 là 27. Số 1 người ta cho. Số chẵn khác không, số chẵn khác không nhỏ nhất là số 2. Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103. 184. 4 đề cho, 97 đề cho. 1/8 của 64 là bằng 8 luôn. 8 x 8 64, 3 x 5 x 7. 105. Số tự nhiên chẵn lớn nhất có hai chữ số là số tự nhiên chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98. Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là 10. Trời dễ quá. 4 x 7 là 28.
số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số 1 0 1, không yêu cầu khác nhau. 4 × 4 = 16, 16 × 10 = 6, 0. Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số giống nhau, 99. Số liền sau số 2 là số 3. Cái này là 20. 3 rút gọn với 3 hết, 20 rút gọn với 5 là 4. 4 cùng bên này là 9 là thành 13. Phân tử nhỏ nhất của tập hợp E là số 46. Đó là các bạn chọn 0. Không có 7 lấy 8. Mười đây. 11, 12 có lấy 13. 18. Hai bảy. 28. 46. 98 này. À 97. 98, 99, 101, 103, 105, 100, 84. Hãy đăng ký các khóa học của thầy nhanh chóng các em nhé. Càng về sau nó càng khó ha. Sắp tới thì thầy sẽ có cái khóa học mà trong đó nó có cái đề thi vòng trường, bộ đề thi vòng trường luôn. Những cái em tham khảo cho nó thi cho nó tốt hơn. Rồi, hẹn gặp lại các em ở vòng số 3. Bye bye.